Xin kính chào quý vị và bà con, mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 27 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, những sóng lạnh từ lục địa Trung Quốc đang liên tục dồn sâu xuống nước ta với cường độ mạnh hơn vài ngày vừa qua. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường với bản chất khô, từ đêm nay các tỉnh thành miền Bắc dù ít mưa nhưng trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 16 đến 20 độ, vùng núi là từ 13 đến 16 độ. Một số nơi ở vùng núi cao thậm chí trời rét đậm rét hại khi nhiệt độ còn thấp ở dưới ngưỡng 10 độ. Vào ban ngày thời tiết tốt, nhiệt độ cao nhất có xu hướng giảm nhẹ với mức nhiệt là từ 23 đến 26 độ. Riêng khu Tây Bắc do tác động chắn của dãy Hoàng Liên Sơn nên nhiệt độ cao trên ngưỡng 27 độ. Thưa bà con, vào mùa đông khi nhiệt độ môi trường xuống thấp khiến sức đề kháng của đàn gà giảm. Đồng thời đây cũng là thời tiết thuận lợi cho các loại vi sinh vật sinh sôi phát triển, tấn công sức khỏe đàn gà và gây ra các loại bệnh dịch nguy hiểm. Vì vậy bà con cần chủ động có những biện pháp chăm sóc đàn gà những ngày này như thả gà muộn, nhốt sớm. Chuồng nuôi thì cần được tu sửa, che chắn để đảm bảo kín gió. Lỗ thông gió nên đặt ở tầm vừa phải, không nên thấp quá bởi như vậy thì gió lùa vào gà sẽ rất dễ bị ốm. Cần phát quang bụi rậm xung quanh khu vực chuồng nuôi, khơi thông cống rãnh, tránh để ẩm ướt, hạn chế tối đa sự tồn tại của mầm bệnh. Bà con nên lưu ý bố trí các bóng đèn có công suất khác nhau, treo bên trên để cung cấp nhiệt cho phù hợp. Chiều cao cho bóng đèn được điều chỉnh theo ngày tuổi của gà để không làm vỡ bóng. Khi nhiệt độ xuống thấp, cần bổ sung thêm chất độn chuồng. Đối với gà trong chuồng, cần tập trung nguồn nguyên liệu có sẵn để đốt sưởi như là củi, chấu, rơm rạ. Đặc biệt là các nông hộ phải tránh ngạt cho gà, khói sinh ra được đưa qua đường ống xả khói ra ngoài. Có thể lắp đặt hệ thống sưởi ấm bằng đèn ga, tỏa nhiệt lớn với diện tích rộng, tiết kiệm chi phí hơn so với các biện pháp sưởi ấm khác và không lo tình trạng mất điện ảnh hưởng đến việc sưởi ấm cho đàn gà. Bên cạnh đó, thức ăn cho đàn vật nuôi cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, phù hợp với từng lứa tuổi của gà. Cho ăn thức ăn chất lượng tốt, không thiêu, mốc, không nhiễm độc tố. Bố trí khẩu phần ăn giàu năng lượng bằng những thực phẩm giàu tinh bột. Chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa trong ngày để đảm bảo gà không bị đói. Ngoài việc thêm vào khẩu phần ăn từ 10 đến 20% lượng thức ăn thông thường, người nuôi cần cung cấp đủ nước uống sạch, ấm và đồng thời bổ sung vào nước một số chất khoáng P-complex hay là vitamin C, B1 có tác dụng là tăng khả năng hấp thu thức ăn và tăng sức đề kháng cho gà. Tiếp tục thông tin thời tiết tại Trung Bộ, ngày mai các hình thái là đới gió đông bắc từ khối khí lạnh ở tầng thấp và nhiễu động gió đông trên cao đều hoạt động mạnh hơn, tương tác với điều kiện địa hình đón gió sẽ khiến cho thời tiết chuyển biến rõ rệt. Các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận lại đón một đợt mưa dông diện rộng, nhiều nơi có mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có thể kéo dài tới những ngày đầu tháng 12 và gây biến động mực nước trên các sông suối, bà con cần chú ý theo dõi. Tiếp tục đến với thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, những cơn mưa tập trung vào chiều tối cho đến đêm. Khoảng thời gian từ sáng đến chiều có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ tại vùng cao nguyên và từ 30 cho tới 32 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi thấp hơn. Cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao dưới ngưỡng 13 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, cao nhất từ 24 đến 27 độ. Đến với các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Các tỉnh vùng cao Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho tới 32 độ. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.